Ok, hai sao bạn đã trở lại với Shinowin, mình hành trung biên bên đây. Hôm nay chúng ta có một chiếc Lamborghini vừa mới sản xuất trên thế giới bản 2020 các bạn. Đó chính là chiếc Lamborghini Sian 2 các bạn. Đó. Cái này là thế hệ mới của Lamborghini các bạn. Đó, mọi người nhìn kìa. Nhìn cool ngầu không các bạn? Đó, tụi nó khen xe mình quá trời luôn các bạn. Xe mình quá xịn luôn mọi người ạ. Đó, tăng tốc thì thôi rồi. Cảnh nước gió mặt lên mặt xuống các bạn, đúng nhanh luôn. À, để test xương xương em đó coi có gì các bạn. Trời má cái càng xe gì đâu mà nhìn mẹ như càng em bé vậy các bạn. Trời nghe cái càng kìa trời. Ấy càng quải á bạn. Cái xe này rất là bự luôn các bạn. Các bạn thấy cái chỗ cái hoạch đổ xe các bạn, nó chiếm gần hết luôn các bạn. Đó, có mở cánh chim nha mọi người. Review sơ xương xương cho anh em coi coi xe này có những gì nha. Đổ phanh lên các bạn, phanh lên review xe với chất. Đó, đây chiếc Lamborghini Enzo các bạn. Đó, Lamborghini các bạn, thôi nhìn thấy cái rất là tương lai các bạn thấy không. Đó, tàu là carbon các bạn, xài carbon với lại này màu vàng gold nha mọi người. Màu mới của Lamborghini luôn các bạn. Đó đẹp luôn các bạn, màu này nó sẽ kiểu phản chiếu ánh sáng theo từng góc bạn, nên bên đây có thể màu xám, bên đây có thể màu vàng đậm, bên kia vàng nhạt, bên kia có thể nó phản chiếu ra màu chán gương nữa các bạn, màu chrome á. Còn này là carbon các bạn. Ù khoan xe kìa, cửa sổ trời luôn các bạn. Ôi ôi xe xịn thiệt sự mọi người ạ. Đó, đèn hậu nè, đèn hậu mới luôn, hai ống bô chà bá lửa luôn. Hai ống bô này như kiểu động cơ tên lửa vậy bạn. Ủa động cơ của trực thăng vậy các bạn. Ủa động cơ của cái gì ta, chiến đấu cơ các bạn. Xịn không bạn, cặp vành này của Pizzeria bạn. Đó, Pizzeria là cái hãng mà hãng lớp không phải cái hãng lớp chứ mình lộn vành bạn, vành thì có Lamborghini bạn, hãng lớp mà được Lamborghini sử dụng rất nhiều luôn bạn, phản quang hết các bạn. Không đường này mình gọi đèn vô nó phản ánh sáng lại bạn, nhìn thấy rất là sáng không, chi tiết phản quang á, nắp bình xăng các bạn, benzina là cái gì ta không hiểu luôn, logo sáp ba các bạn. Chiếc này chắc là xe Tiền Giang bạn, Tiền Giang 63 nha mọi người. Đó, biển số Tiền Giang rồi, xe chưa ra biển mày ơi. Bản đây là bản concept, có nghĩa là bản chưa ra mắt. Đó, cầm phục, cầm phục của chiếc xe đặt ở phía trên nè mọi người. Để vô rồi. Đó, cửa đóng cái kích đúng bạn, đóng rất là chắc. Đó, trời ơi, đèn vô hơi chắc quá mày ơi. Da yeah, lộn các bạn, ở trên có cửa sổ trời luôn nè mọi người. Đó. Ôi dòng tua là full điện tử luôn các bạn ơi, không có cơ luôn các bạn. Già yeah, hết luôn. Đó, test xương xương rồi. Đây. Để tôi đi test xương xương chiếc xe này bạn. Kéo nhẹ cái. Nhẹ nhàng 200 mấy các bạn ơi, quá nhẹ luôn. Đâu để mình thử mã lực đầu tiên của nó bạn, thử công sức gọi là công sức đầu tiên của xe luôn bạn, không độ đẻo gì hết, coi nó lên được nhiêu nha. Vô phần vehicle option nữa bạn, mình vô phần độ cho nó là đúng 100% công suất nó nè. Mở khóa tốc độ không nó sẽ bị giới hạn tốc độ nha. Mở đèn lên mà coi, khoan nha, để coi xe này nó được độ gì không nha. Mình bản này chắc chưa có đội đâu bạn ơi. Đúng rồi, chưa có đội hết bạn. Bản mới ra bạn. Đó, đèn led ban ngày đây bạn, nhìn rất là ngầu không. Má đèn đẹp thiệt các bạn. Cái bản này hình như bản Siren này giống cái đèn led mà mới của trên chiếc Enzo đó bạn. Lamborghini Enzo các bạn. Đó, cánh nước gió bật lên các bạn. Phanh lại nè. Ồ phanh xịn bạn ơi. Phanh ăn lắm các bạn ạ. À. Đây để mình ra cái đường đua mình test. Ra được đua mình test speed mới được. Cho mọi người coi con này nó chạy vào tập bao nhiêu nha. Lock map các mọi người. Speed test nè. Đó. Sẽ test cho mọi người coi con Enzo này chạy tập bao nhiêu. Ủa con Sian này các bạn. Đó trời nhìn mẹ xe mắt ngầu của các bạn. Chạy thôi luôn bao sướng. Đó. Vành đẹp không mọi người. Vành này mắt bự luôn. Cái lớp thì lớp của Pizzeria được cái lớp nó nhỏ các bạn. Đó.
xe kêu vô. Ôi đánh lái rất là xịn các bạn, đánh lái tầm 4 cái mấy nè, xe vẫn bám được cực kỳ luôn, đánh tới đâu ăn cái đó các bạn, thấy không? Đánh qua phải đánh qua trái nè, nhập chiếc lên tới tốc độ này các bạn, nó đánh không có ăn các bạn, đánh có khi còn không qua được nữa. Đó, 600 mấy rồi, nhả rồi nhả rồi nhả rồi nhả, đẹp không mọi người, đẹp không, quá đẹp luôn. Hết được rồi, thử thắng, thử thắng lại. Ui ê ê ê mẹ hên đó bạn ơi, á thắng hơi hơi chuối xíu bạn. Nhưng không sao, chắc chưa quen cái lớp nó đúng mỏng các bạn, cái vành thì to lớp thì mỏng nha. Đó, bật cánh nước gió lên, tăng tốc kìa, mẹ tăng tốc mát nhanh luôn mọi người ạ. Trời ơi, đẹp không, đúng tương lai nữa các bạn, xe tương lai ở đây, 500 mấy rồi, lên khá nhanh bạn, nước hậu có vẻ yếu. Ôi trong xe cách âm im lắm bạn ơi, trong xe là không nghe tiếng được lớn, tiếng nẹt bô luôn, không nghe rõ, bên ngoài nghe rất lớn luôn phải không. 600 mấy rồi, số 5 mà xe này chắc 6 số 700 rồi, 7.1 rồi, 7.2. Xe vẫn chạy rất là im bạn, đã vận tốc 700 km/h, 7.5 rồi, xe 7 số lần mày ơi, hộp số 7 cấp lần, 7.5, vẫn còn lên được mày ơi, dòng tôi vẫn chưa mát, dòng tôi vẫn còn ở mức 8.000 vòng, lên 9.000 vòng mới mát, hy vọng lên 9.000 vòng nó sẽ lên được 800, 777 luôn các bạn. Chắc là được 800 km/h bạn ơi, mình sẽ thử phanh lại ở khoảng cách này nha mọi người. Nhận tốc tối đa của nó là 800 rồi đó, chắc luôn. Đó, lên được 800 mà. Phanh lại, phanh xịn không bạn. Nhìn nè, ui nhìn cái vành nó đẹp kìa mọi người. Đó, phanh xịn không bạn. Phanh còn một khúc về thòn luôn mới tới chỗ này nè, mà nó phanh nàng rồi đó. Từ đây đạp phanh cái nào, dính nửa đường các bạn, 200 mấy km/h phanh lại đó, ghê không? Bây giờ mình sẽ thử cho nó lên 400 mã lực nha mọi người. Đó, test là test nhẹ thôi, test một vòng thôi nha, chỉ một vòng nhất thôi, chỉ một vòng duy nhất. Ấy, nhiều 4.000 mã lực rồi, đó, chỉ là 400 mã lực thôi. Đó, bây giờ có cái lớp Pizzego với cặp vành này với lại con Lamborghini này thể hiện như thế nào nha. Chỉ test một lần nhất nha. Lên, bật cánh nước gió lên, kéo kìa bạn. Hơi trượt, hơi trượt, hơi trượt, nhưng mình chuyển số nhanh quá. Ù, lên mạnh lắm mày ơi, 4 cái lực mà nó kéo kìa. Qua mấy cái G vậy không, gặp luôn, 1000 mấy luôn các bạn. Mới số 3 rồi, xe này tới 7 số lận. Nên búp slow motion cho nó lên nhanh hơn các bạn, để đoạn đường đua có giới hạn. 1800 rồi, với 400 mã lực thôi các bạn ơi, 1800 mà 400 mã lực mạnh hơn mấy con Lamborghini cũ rồi, mạnh hơn chắc rồi. Số 7 mát số rồi, mát trong tour luôn rồi. Nghĩ con này chạy được 2100 các bạn ơi. Phanh lại nè, phanh, phanh từ 2000 km về không các bạn. Má ồ thử thách rất là quải luôn, phải không? Phanh cũng trái đĩa phanh luôn các bạn. Ôi ôi, phanh phải nói là cũng trái đĩa phanh nữa các bạn ơi. Ôi ôi, đó các bạn thấy không, phanh từ khoảng cách mà từ 2000 km về các bạn, quá quá đạo thiệt. Đó, xe hơi mắc, mắc. Trời ơi, đó phanh nằm đùng cái luôn bạn, không biết nổ gì nữa bạn, chắc nổ phuộc á, phuộc nó quá tải. Thôi làm cái nhẹ cho bạn lên 1000 mã lực để bắt công bạn tò mò nữa, cái hơi nhiều cái duy nhất cho nhẹ lên 1000 mã lực nha mọi người. Xin kết tâm đó, một cái nhẹ thôi, lên đó, lớp siêu mỏng
cặp vành siêu to, không biết giúp xe ổn định không nha. Hù lên 1600 các bạn, 1900 nữa kìa, xe vẫn lao như một tia chớp bạn. Má 2700 km rồi, má xe đến từ tương lai mọi người. 4000 mày ơi, trời má mạnh kìa. Phải né cái cây các bạn, có cái cây nó spam lộn chỗ. 5000 các bạn, số 7 rồi. Wow, má đẹp, đẹp kinh khủng mọi người ơi. Chiếc này mà 5000 km giờ rồi. Phanh lại các bạn, đang phanh những tốc 5000. Ui 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 ui, không kịp rồi bạn ơi. Ôi phải chụp lại bạn ơi, phanh này vẫn tốc 5000 thì quá là no hope rồi. Đó, xe chạy ở vận tốc 1000 mỗi lần đó bạn, kinh không. Đó, xe vẫn ổn định nha bạn, nãy 5000 mình vẫn cho xe chạy đứng hẳn được, nó không hề hắn gì hết bạn ơi, quá nhẹ nhàng. 18 rồi, 2000, 3000. Nó chạy song song với cái đường đua cho nó thẳng bạn, nó hơi lệch trái một xíu bạn, chạy càng nhanh nó càng lệch trái xíu, mình phải canh lên phải. 4000, mình sẽ phanh từ cái tòa nhà này, phanh. Đó, mình đang phanh trái bánh luôn bạn, phanh trái bánh luôn mọi người. Thằng tốc nó giảm có kìa các bạn, vừa về số mà vừa đạp thắng mà sát nóc luôn bạn. Rồi thắng được rồi. Hả, phải slow sành nha, không slow sành là đi xa lắm mày ơi. Cách một đoạn này đi xa vậy các bạn, nhưng mà 5000 km giờ đi trong nửa giây là hết cái đoạn này rồi. Đó thấy không bạn, đi tốc độ nhanh nó bị chúng ta dễ bị qua mắt lắm, đụng một cái là hết đường rồi, nhìn sai vậy chứ đụng một cái là hết đường rồi. Đó, thẳng lên 10000 mã lực, dậm một cái lên nhẹ cái test vui thôi, vui chơi giải trí thôi, không quạo nha mọi người. Banh kinh nè, hình tăng cái chỉ số phanh lên. Đây, 10000 mã lực. Đó, mình tăng chỉ số phanh lại giúp xe nó phanh tốt hơn 100 lần các bạn, vậy mới giúp xe giảm tốt các bạn. Ôm 100000 mã lực nó bị trượt bạn ơi. Đấy, xe đang chạy 4000 mét giờ sang số rồi, má quải thiệt. 5000 mới số 1 thôi mọi người, mới số 1 thôi đó, cũng cháy bánh rồi. Trời ơi, 10000 mét giờ rồi. Lên số 2 các bạn, kéo lên 10000, phanh 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 phanh. Má quả đụng, quả đụng, mình nghe một cái đùng luôn các bạn, hình như là bung túi khí này coi, không biết có bung túi khí không mà các bạn nghe không, đụng một cái đùng mà nghe tiếng như xì bể túi khí vậy. Dạ ok, chiếc Pizzago mình sẽ test bit đây ha, còn bài test được trường thì mình sẽ hẹn mọi người ở tập sau cho mọi người. Nếu bạn thấy hay đừng quên bỏ lại giúp mình một like và subscribe cho channel mình nha. Cảm ơn mọi người nhiều, hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo.